Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mạch encoder, là một cái mạch mã hóa, tức là nó sẽ biển nhiều cái đầu vào thành ít đầu ra. Ở đây là cái con mã hóa encoder là CD4532. Con này nó có đến 8 cái đầu vào là I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Và nó chuyển 8 cái đầu vào này thành 3 cái đầu ra là A0, A1 và A2. Thì ngoài những cái chân đầu vào và đầu ra thì ở cái đầu vào nó còn có thêm cái chân M1 nữa. M1 không phải là cái chân dữ liệu mà là cái chân điều khiển cái toàn bộ cái con ATM này, cho phép nó hoạt động hoặc là không cho phép nó hoạt động dựa theo cái chân M1 này. Còn cả cái chân đầu ra thì ngoài ba cái chân dữ liệu là A0, A1, A2 á, thì nó có thêm hai cái chân trạng thái là GS và EO nữa. Tất nhiên là nó có chân nguồn và chân chân đất và chân nguồn. Thì ở đây là cái con IC này, hình dạng thật của nó là CD4532BE thế này này. Đấy, là đây là IC cắm hai hàng chân. Có tổng cộng là 16 chân và các cái chân nó được đánh số từ 1 cho đến 16. Đấy, và các cái chân đây nó ghi là D4, D5, D6, D7. Mình ghi là I4, I5, I6, I7 thì nó cũng là như nhau thôi. Đây là những cái chân dữ liệu đầu vào á. Và D1, D0, D2, D3. Đây, 3, 2, 1, 0. Đấy, những chân đây. Đấy. Chân đầu ra ở đây mình ghi là A2, A1 và A0. Ở đây nó ghi là Q0, Q1, Q2. Thì Q nhiều khi nó cũng dùng để biểu thị cái chân dữ liệu đầu ra. Chân nguồn đây nó ghi là VSS, là chân đất ấy, đất. Còn dương nguồn là VDD, mình ghi là VCC và GND. Thì cái hoạt động của cái IC này như thế nào? Đây là cái bảng sự thật của nó. Thì đây ta thấy này, nếu như mà cái chân E1, cái chân điều khiển nó bằng 0 á, 0, 1 bằng 0 này, thì cả cái dữ liệu từ D7 cho đến D0 này này, nó bất kỳ, không quan tâm. Ghi chữ X ta không quan tâm dữ liệu gì cũng được. Đấy. Thì cái đầu ra của ta nó đều thu được cái gì? GS, rồi là EO bằng 0 này. Chân dữ liệu đầu ra là Q2, Q1, Q0 cũng bằng 0 hết. Đấy. Đấy, chạy thấy này, tất cả đầu ra của ta này bằng 0 này. Đấy. Nhưng nếu như cái chân E1 này này mà nó bằng 1 đấy, thì nó sẽ quan tâm đến dữ liệu đầu vào. Nếu tất cả các dữ liệu đầu vào ta từ D7 đến D0 đều bằng 0 hết như thế này, như trên này thấy bằng 0 hết này, thì cái đầu ra của ta các cái dữ liệu Q2, Q1, Q0 cũng là 0, GS là 0, nhưng mà cái chân EO này, này thì nó là 1. Đây, trường hợp này chạy này. Đấy, EO này bằng 1 này. GS bằng 0, A0, A1, A2 bằng 0. Đấy. Bây giờ nếu như cái E1 nó vẫn bằng 1 nhá, bằng 1 thì nó mới hoạt động, còn bằng 0 thì nó không hoạt động rồi. Bằng 1, và nếu như D7, đấy, I7 bằng 1. Cái bảng 1 thì dù cả cái chân ở phía dưới này nó là gì chăng nữa, không quan tâm nữa, thì cái dữ liệu ra của ta, Q2 của ta, Q1, Q0 nó sẽ là 1, 1, 1. Đấy. A0, A1, A2 là 1, 1, 1. Dù mình bật cả A6 đi nữa, thì nó cũng ra là 1, 1, 1. Bởi vì đây là cái D7 nó có mức ưu tiên cao nhất, cho nên khi nó lên 1 thì nó sẽ không quan tâm đến cả cái chân D6, D5, cái chân D2, D1, D0 nữa. Đấy, dù nó là cao hay thấp không quan trọng nữa. Như là ghi chữ X ở đây. Đấy. Biểu thị rằng là cái D7 này là mức ưu tiên cao nhất. Nếu nó lên 1 thì đầu ra nó sẽ là 1, 1, 1. Bây giờ nếu như D7 không lên 1
tức là về không, thì D6 nó sẽ là ưu tiên cao nhất. Đó. Thì khi đấy nếu Y6 hoặc D6 của ta này này, một thì dữ liệu sẽ là 110. Đó. 110. Còn lại như có D7 thì dữ liệu ba nó sẽ là 111. Bây giờ ta nội sang người ta thấy là ba cái đèn led của ta gì? A2, A1, A0 của ta là đậu vào ba cái đèn led thì cả ba đèn này đều sáng hết, đúng không? Bây giờ D7 hoặc Y7 bằng 0, Y6 bằng 1 thì dữ liệu ra sẽ là 110 theo cái bảng hiển thị là 110. Đó. Và ta kết nối sang thì ta được 110, hai đèn này sáng, đèn cuối không sáng. Bây giờ nếu như D6 bằng 0 thì D5 bằng 1 đi. Thì D5 nó sẽ có mức ưu tiên cao nhất trong cái phần còn lại mà. Và nó sẽ là 101, đúng không? Đó, 101. Đây. 10 101 chứ, đúng không? Là cái giữa. Đấy. Cái đèn giữa nó tắt, hai đèn hai bên sáng. Bây giờ nếu như Y4 bằng 1 nha. Y4 bằng 1 thì nó sẽ là 100. Đấy. 100. Nếu Y3 đây, Y3 bằng 1 thì sẽ là gì? Là 011. 011. Giờ nếu như Y2 đi bằng 0, Y2 này. Y2 bằng bằng 1 thì đầu ra nó sẽ là 010. Đây. 010. Bây giờ này Y1 thì nó sẽ là 001 và cuối cùng là Y0 bằng 1 thì nó sẽ là 000. Đấy. Thì đây có hai cái trạng thái đầu ra là Q2, Q1, Q0 là đều 000 hết. Đó trường hợp mà Y0 bật ấn ở Y0 thì nó ra 000. Đấy. Và trường hợp thứ hai là cái dữ liệu, tất cả dữ liệu đầu vào đều bằng 0 hết, đúng không? Thì đầu ra nó cũng là 000, nhưng nó khác nhau ở chỗ là cái trường hợp trên này này thì nó có cái EO bằng 1, còn cái trường hợp giữa ấy, thì cái EO nó bằng 0. Đấy. Đồng thời ta thấy là gì, cái GS ấy, ở phía trên là GS nó bằng 0 mà phía dưới đây GS nó bằng 1 hết, đúng không? Nhưng khi mà nó thực hiện, nó chuyển các dữ liệu đầu vào thành đầu ra thì ta để ý cái chân GS của ta lúc nào nó cũng bằng 1 và cái EO thì lúc nào nó cũng bằng 0. Đấy, như hai cái trạng thái này không có đạt được á thì nó ở cái trạng thái này, hai trạng thái đầu. Một là bị cấm. Hai là gì? Tất cả các dữ liệu đầu vào là bằng 0 hết, chưa có ảnh phim nào hết. Đây là cái sơ đồ và bố trí các cái kết nối giữa các cái cổng logic. Đấy, cái cổng đảo này, cổng O này, đúng không? Rồi NAND này. Đấy, thử. Đấy. Tạo ra cái hoạt động của cái mạch này. Đấy. Của cái con IC là CD4532 này. Giờ sang ta mô phỏng cái hoạt động của cái 4532 ở trên cái phần mềm Proteus. Rất may là cái Proteus bây giờ cái bản mới này, bản này là bản 8.9. Cái bản này nó không bị out nữa. Đấy. Tức là mình cứ chạy thoải mái, nó không bao giờ nó bị out giữa chừng, nó bị tự nhiên nó thoát mất. Ở đây ta có cái chân, cái con 4532 nó có cả cái chân đầu vào này, từ D0 đến D7 này. Đấy, và ta đánh những cái nhãn ở D0, D1 cho đến D7 ở đây. Nối vào cả cái chân dữ liệu đầu vào của nó. Ba cái chân đầu ra Q0, Q1, Q2 ấy, thì ta nối vào ba cái led D1, D2, D1, D0 ở đây này. Đây. Hai chân trạng thái á, EO và GS ta không có nối gì hết, ta để nguyên vậy. Còn cái chân điều khiển EI á, hay E1 á, thì ta nối sang cái phím điều khiển này, nút bấm điều khiển này. Đây là cả cái chân D0 này, D0 nối sang nút này này, nối lên đây. D1 này, D2, D3 này, 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, nó nối như vậy. Bây giờ ta sẽ cho cái mạch này nó hoạt động. Thì bây giờ ta cho tất tật về không hết đi, đúng không? Nếu như mà ta cho cái này về không luôn, tức là EI bằng không luôn á, thì tất tật dữ liệu nó ra ta bằng không hết, cả cái chân dữ liệu này cũng bằng không, mà cả cái chân trạng thái này này cũng bằng không luôn.
Bây giờ đợi trên mùng 1 này. Mùng 1 tức là cái con bộ 532 này nó đã hoạt động rồi đấy, nó hoạt động. Thì ta để ý là chưa có ấn phím nào hết, chưa ấn phím nào hết. Đấy, cho nên là dữ liệu đầu ra ta vẫn là bằng 0. Nhưng mà cái EO nó bằng 1 này. Đó, bằng 1. Bây giờ nếu như ấn cái D0 này xuống. Đấy, D0 xuống. Tức là cho D0 là lên 1 này. 1 đây, D0 lên 1 này. Thì cái dữ liệu đầu ra Q0, Q1, Q2 ấy, nó vẫn bằng 0. Nhưng mà bây giờ EO nó về 0. Còn GS thì lên 1. Đúng không? Còn cái lúc mà ta ấn cái này xuống thì EO này lên 1 mà GS về 0. Có sự đảo ngược ở đây. Mặc dù cái dữ liệu ở đây này thì nó đều như nhau hết. Cái nệm ta chỉ căn vào cái dữ liệu này này. Thì ta cũng không biết là mình có ấn cái phím 0 này hay không. Tại vì lúc nào nó cũng bằng 0 hết. Đấy, lúc đấy nếu mà để xác định cái phím 0 này có được ấn hay không á thì ta phải xem cái trạng thái của cái EO và GS nữa. Đấy. Yeah. Còn bây giờ sang cái nếu ấn cái phím mà số 1 D1 á thì dữ liệu nó ra nó sẽ là gì? 0 0 1 này. Đấy. 0 0 0 1 này. Đấy. D1 được ấn này. Dữ liệu ấn D2. D2 thì mặc dù cả D1 ấn nữa không quan trọng nữa. Bây giờ D2 ấn thì D2 có ưu tiên cao hơn. Cho nên là nó sẽ ra là 0 1 0. Đấy. Tiếp tục nếu ấn D3 thì nó sẽ là 0 1 1. Đấy, mặc dù D1 D2 ta ấn hay không ấn thì cái dữ liệu nó cũng không có thay đổi gì bởi vì cái D3 là mức ưu tiên cao nhất cho đến hiện tại. Nếu như D4 ấn thì D4 này ưu tiên cao hơn D3 cho nên nó sẽ hiển thị số 4. Đấy, tức là dữ liệu ra là 100. 100. Đó. Dù D3 mình có ấn hay là không ấn. Nếu như D5 ấn thì D5 ưu tiên cao hơn D4 cho nên nó sẽ là đầu ra nó sẽ là 101 101. Đấy. Và D6 ấn thì nó sẽ là 110. Đúng không? 110 này. Còn cuối cùng D7 ấn thì nó sẽ là 111. Cho dù ở phía trước này các D6 lên 5 mình có ấn hay không thì nó không quan trọng, đúng không? Đấy. Chỉ cần D7 ấn là nó ra 111. Bởi vì D7 nó là mức ưu tiên cao nhất trong tất tật các cái D còn lại. Và nãy như mình tắt đây thì nó sẽ về, nó sẽ tắt hết đúng không, nó về không hết đúng không. Nên là tắt toàn bộ này. Đấy. Và cái này bật lên là mình muốn điều chỉnh đầu ra thì mình điều chỉnh qua cái chân đầu vào này. Đấy. Vậy đây chính là cái hoạt động của cái encoder 4532 xác định là 8 cái đường đầu vào và có 3 cái đường đầu ra. Đấy, có một cái chân điều khiển là chân EI hay E1.